các nhà khoa học vừa công bố phát hiện bất ngờ về tổ tiên của loài bạch tuộc sau nhiều năm nghiên cứu mẫu hóa thạch hàng trăm triệu năm. Tuổi của hóa thạch được xác định lên tới hơn 330 triệu năm, sớm hơn hàng triệu năm so với những mẫu vật của những loài bạch tuộc cổ được tìm thấy trước đó. Đây cũng được xem là một trong những hóa thạch lâu đời nhất của loài bạch tuộc từng được khảo sát. Dựa trên con số 330 triệu năm, nhóm nghiên cứu tin rằng bạch tuộc có thể xuất hiện từ trước thời đại khủng long. Ông Mike Vaughan, nhà động vật học thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia, Mỹ, cho biết, phát hiện rất thú vị, cho thấy tổ tiên của bạch tuộc có mặt trên trái đất rất lâu so với những gì chúng ta hiểu biết. Ông Mike Vaughan cũng cho rằng, hóa thạch bạch tuộc được phát hiện thuộc loại quý hiếm bởi hiện nay, rất ít khu vực trên thế giới có thể khai quật các mẫu vật của những loài động vật thân mềm. Sau khi phân tích giải phẫu học, nhóm nghiên cứu nhận thấy hóa thạch bạch tuộc dài khoảng 12 cm, có 10 xúc tu, nhiều hơn 2 xúc tu với bạch tuộc ngày nay. Ông Christopher Whelan, tác giả chính của nghiên cứu cho biết, những báo cáo khoa học đầu tiên về loài bạch tuộc cổ đại này được đệ trình xuất bản đúng vào giai đoạn ông Biden bắt đầu nhậm chức và các kế hoạch của Tổng thống Biden cho khoa học, đặc biệt trong các vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu, đã khích lệ các nhà khoa học như ông rất nhiều. Vì vậy, nhóm lấy tên Sulipsimopodi bị đề ni để tri ân Tổng thống.